chuyện chưa kể về Trần Văn Minh. Trần Văn Minh sẽ mãi mãi là anh kỹ sư thủy lợi, tuyến huyện, chứ đừng nói gì leo lên đến chức phó ban tổ chức trung ương. Nếu như Minh không gặp được Nguyễn Bá Thanh, năm 1981, kỹ sư Minh gặp chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp của một xã là Nguyễn Bá Thanh tại một công trình thủy lợi, cả hai kết nghĩa tâm giao. Ngồi ghế chủ tịch 6 năm, từ 2006 đến năm 2011, trải dài hai nhiệm kỳ minh và đồng bọn cấu kết với vũ nhôm bán sạch tài nguyên đất đai công sản đà nẵng với giá rẻ mạt minh bán từ bà nà xuống giáp đèo hải vân bán trong lòng thành phố ra đến vùng ven bán từ bãi biển lên đến bán đảo sơn trà thời của minh làm chủ tịch đà nẵng như một đại công trường quy hoạch xây dựng và chỉnh trang đô thị là việc nên làm nhưng con người vận hành nó động cơ nó có trong sáng hay không lại là việc khác. Đâu đâu cũng giải tỏa đền bù, tái định cư, vườn tược, ruộng đồng, kể cả đất quốc phòng, quân đội cũng bị nhóm lợi ích của Trần Văn Minh và đồng bọn trưng dụng rồi xà xẻo, thâu tóm và ban phát và hàng chục hàng trăm hecta đất đã vào tay Vũ Nhôm và các đại gia. Minh cho lập ra các ban dự án trực thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố các ban làm nhiệm vụ giải tỏa đền bù vân vân nhưng suất đất tái định cư là bao nhiêu suất diện tích ra sao là do minh định đoạt gia đình nào chống giải tỏa sẽ bị cưỡng chế chống đối sẽ bị bắt giam từ đây sinh nhiều chuyện đau lòng cười ra nước mắt oan khiêm tố cáo cũng nảy sinh dân bị thu hồi cả ngàn mét vuông đất có khi chỉ được tái định cư một trăm mét vuông với giá trên trời muốn xin thêm suất phải chạy trung chi muốn đổi đất từ địa bàn quận này sang quận khác hướng tây sang hướng đông đều có giá cả lão thành cách mạng sĩ quan quân đội gia đình chính sách đều chống lại minh và đồng bọn sẽ bị quy chụp chống chính quyền đưa ra đấu tố và bôi bẩn ông hát một lão thành cách mạng của cả hai thời kỳ kháng chiến tập kết ra bắc quay về miền nam chiến đấu từng giữ chức trưởng ban kinh tế tỉnh ủy quảng nam đà nẵng một cán bộ đạo đức và kiên trung như vậy mà chỉ vì tố cáo sự vô lý không công bằng đã bị Minh và đồng bọn huy động cả hệ thống chính trị thành phố bôi bẩn ông. Cả các phương tiện thông tin báo chí Đà Nẵng cũng réo tên và đưa hình ảnh ông lên để phê phán. Bà N, một bà mẹ Việt Nam anh hùng có chồng và ba con trai liệt sĩ ở quận Sơn Trà, tuổi 90, mẹ đã đau xót khi mất đất, mất nhà, đã đã nuốt nước mắt viết đơn xin trả lại danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng gửi chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đó là hai trong số vô vàn trường hợp uất ức trước bất công và nạn cường hào hiếp đáp của Minh và đồng bọn. Thành phố Đà Nẵng trước năm 1997 là thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, mảnh đất kiên cường và anh dũng trong chiến tranh hòa bình thống nhất, tài nguyên đất đai Công sản có được là sự giữ gìn là thành quả của xương máu, công sức của đồng bào và chiến sĩ quân đội nhân dân, chiến sĩ Quảng Nam Đà Nẵng. Có cả những đồng đội của chúng tôi quê tiền Hải đã vĩnh viễn nằm lại ngay cửa ngõ Đà Nẵng trong ngày 29 tháng 3 lịch sử. Thế nhưng, Trần Văn Minh và đồng bọn đã xem như là của riêng cha ông chúng để lại và chúng có quyền chuyển nhượng, mua bán và phân phát cho ai tùy thích cho dù đó là đất phòng thủ quân sự ven biển, tuyến sân bay hay cả khu vực sinh thái bán đảo Sơn Trà. Trong suốt 10 năm làm chủ tịch thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, cả Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng đồng bọn đã tha hồ làm mưa làm gió, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước mà không gặp sự trở ngại nào đáng kể. Là nhờ nhóm lợi ích của Minh và đồng bọn giỏi che chắn, lừa dối cấp trên, đe dọa cấp dưới. Tuy nhiên, không phải ai chúng cũng có thể bịt miệng và vùi dập. Câu chuyện sau là một minh chứng. Chị là L.T. Nhờ, sinh năm 1950 tại Quảng Nam, 15 tuổi sung phong đi bộ đội, chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng. Những năm tháng ác liệt nhất, chị bị thương nặng và được quân đội đưa ra Bắc điều trị. Vừa điều trị vừa cố gắng học tập, chị tốt nghiệp dược sĩ tại ngôi trường nổi tiếng Đại học Dược Hà Nội. Hòa Bình, chị công tác tại Sở Y tế Quảng Nam Đà Nẵng. Chị công tác tại Sở Y tế Quảng Nam Đà Nẵng, chị được cấp đất làm nhà tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. Nhà chị nằm trên đất mặt tiền tuyến Hồ Xuân Hương ra bãi tắm công cộng. Chị sống với chồng cũng là một thương binh, sĩ quan cấp tá, quân đội nhân dân quê Nghệ An, vào chi viện chiến đấu tại Quảng Nam thời đánh Mỹ. Năm 2006, Trần Văn Minh và đồng bọn quyết giải tỏa dân lấy chọn khu đất vàng 40.000m2 này, bịt luôn đường ra bãi tắm để giao cho công ty tư nhân HT làm resort. Nghe dư luận dâm gian đồn thổi, nữ giám đốc là em họ của Nguyễn Bá Thanh và là bồ nhí của Trần Văn Minh. Nhà chị nằm trong diện thu hồi đất và chị chỉ được đền bù tiền 100 trên 300 mét vuông một suất đất tái định cư, bất bình, bất công và vô lý, chị quyết đấu đến cùng. Với kiến thức về luật, về các văn bản dưới luật liên quan đến thu hồi đất, chị đã làm đơn gửi đến Ủy ban Nhân dân Bộ Tài nguyên Môi trường Thanh tra Chính phủ. Chị cho rằng nhà nước thu hồi đất không vì mục đích an ninh quốc gia và công trình công cộng mà chỉ giao cho tư nhân kinh doanh đền bù không thỏa đáng, cưỡng chế trái luật. Hơn hai lần Trần Văn Minh chỉ đạo cho cơ quan ban ngành đến cưỡng chế gia đình chị, nhưng chúng đều thất bại quay về trước lý lẽ đanh thép quyết tâm bám trụ của chị. Chúng gây sức ép yêu cầu tri bộ nơi chị sinh hoạt kỷ luật theo hướng khai trừ khỏi đảng. Bí thư tri bộ một sĩ quan quân đội nghỉ hưu đã kiên quyết không nghe cấp trên, quyết tâm bảo vệ chị đến cùng. đơn thư kiện kêu cứu gửi không có phản hồi. chị tìm đến đại biểu hội đồng nhân dân thành phố cũng nhận được cái lắc đầu ái ngại, tuyệt vọng. chị viết đơn gửi thành ủy Đà Nẵng, nội dung theo đảng từ 15 tuổi, vân vân. nay tổ chức không bảo vệ, vân vân vân. tôi xin ra khỏi đảng. Đến lúc này, Bí thư thành phố Nguyễn Bá Thanh đã phải gặp chị. Nguyễn Bá Thanh hứa sẽ chỉ đạo giải quyết thỏa đáng cho chị. Đến vậy, năm lần bảy lượt tới lui, Trần Văn Minh và thuộc cấp của Minh vẫn gặp nhau làm ngơ với chị. Chịu hết nổi, dù Nguyễn Bá Thanh đang họp ở Hà Nội, chị vẫn truy qua điện thoại di động. Nếu ông nuốt lời hứa, tôi sẽ gửi đơn đến Ban chấp hành Trung ương Đảng. Cuối cùng, Trần Văn Minh đã phải giải quyết bồi thường 100% tiền đất, bố trí hai suất tái định cư. Chị, một phụ nữ Quảng Nam Đà Nẵng kiên cường, giàu nghị lực, đã không khuất phục trước thế lực mafia cường quyền, đội lốt công quyền. Chị đã buộc Trần Văn Minh và đồng bọn phải xuống thang, thúc thủ trước quá trình tìm công lý của mình. Sau khi thu hồi của dân, khu đất 40.000m2 sát mặt nước biển, kế bên khách sạn 5 sao Furama, mặt tiền đại lộ Võ Nguyên Giáp được Trần Văn Minh giao cho bà NTTV, công ty HT đã nói ở trên kinh doanh. Bà này xây dựng resort lấy tên Lifestyle Resort Đà Nẵng. Năm 2014, bà bán lại cho tập đoàn Sun Group với giá 1.000 tỷ hay 2.000 tỷ, có trời mà biết. Sun Group đổi tên thành Fullman Đà Nẵng Beach Resort. Chỉ tính riêng tiền đất, khu 4 hectare này có giá không dưới 4.000 tỷ đồng.